Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển đô thị là một trong những tiêu chí để Hưng Yên sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2037. Nhằm thực hiện hóa mục tiêu này, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Sông Hồng Diamond City và chợ nông sản là Công ty Cổ phần Thương mại và Vật liệu Sông Hồng đã khắc phục khó khăn, hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, dự kiến mở bán vào giữa tháng 3 năm nay. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội cho cả vùng khi mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng đầu tư và để ở. Sông Hồng, Diamond City có diện tích gần 8 hecta, cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía đông, tọa lạc tại điểm giao nhau giữa hai đường tỉnh 379 và 382 thuộc xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là trung tâm của ba huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang. Dự án được quy hoạch đồng bộ và hiện đại, trong đó khu chợ nông sản đã đi vào hoạt động với 150 lô ký ốt 2 tầng và 240 gian hàng có mái che trên đường tỉnh 379, quy mô 6 làn xe. Ngay sau khi hoạt động trở thành điểm trao đổi hàng hóa, nông sản cho cả vùng. Khu nhà thấp tầng gồm gần 200 căn biệt thự và liền kề được sử dụng lâu dài. Cùng điểm nhấn là tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại cao 21 tầng nổi và một tầng hầm, dự kiến khởi công vào năm 2025, quy mô 259 căn hộ. Tôi rất thích dự án này. Thứ nhất là vị trí giao thông rất là đắc địa, thuận lợi đi lại giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thứ hai là ở đây thì hồ sơ pháp lý, giấy tờ rất là minh bạch, rõ ràng, nên là tôi hoàn toàn yên tâm khi đầu tư. Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản đó là tính minh bạch và tiến độ pháp lý của dự án mà chủ đầu tư đã hoàn thành với cơ quan quản lý nhà nước như nộp đầy đủ tiền sử dụng đất. Công văn số 170 ngày 30 tháng 1 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về dự án đủ điều kiện bán và kinh doanh nhà ở. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho khách hàng mua để ở, mà còn là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư có thể đầu tư cho thuê, chuyển nhượng hay tích lũy tài sản. Đến nay, tại dự án khu nhà ở, Sông Hồng và chợ nông sản của công ty chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước theo thông báo của Chi cục Thuế vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 và vào ngày 30 tháng 1 năm 2024, chúng tôi đã được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên cấp văn bản số 170 xác nhận đủ điều kiện bán và kinh doanh nhà ở tại dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản. Đây thì cũng là một cái cơ sở pháp lý để khách hàng yên tâm khi mà kinh doanh đầu tư vào dự án. Nằm trong xu thế phát triển đô thị thông minh, môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, từng phân khu đều được thiết kế đa tiện ích, từ sử dụng cho mục đích chung của các cư dân như khu vui chơi thể thao, cây xanh, bể bơi ngoài trời, phố đi bộ, cho đến các dãy phố mua sắm sôi động kết hợp với siêu thị, nhà hàng, nhằm xây dựng thành trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm hiện đại cho khu vực. Hội tụ hàng loạt những ưu thế đó, Sông Hồng Diamond City đang hướng tới trở thành khu đô thị phức hợp hiện đại cho cư dân trong thời gian tới. Dự án được dự báo sẽ là tâm điểm khuấy động thị trường bất động sản đang trên đà hồi phục trở lại khi mở bán vào tháng 3 năm 2024.